Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phóng sự lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng, tiếp đó là viết về công tác phát triển Đảng ở đồn biên phòng Nà Bủng. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị, năm 2022, Đảng bộ quân sự tỉnh tiếp tục coi trọng công tác phát triển đảng viên theo hướng chất lượng, không chạy theo số lượng, đồng thời kết hợp chặt chẽ việc phát triển đảng viên mới đi đôi với rèn luyện, củng cố chất lượng đội ngũ đảng viên. Kết quả trong năm, Đảng bộ quân sự tỉnh đã bồi dưỡng nhận thức về đảng cho gần 60 cán bộ chiến sĩ là lực lượng thường trực và có gần 50 cán bộ chiến sĩ được kết nạp vào đảng. Có được kết quả trên là nhờ cấp ủy các cấp đều có chủ trương biện pháp lãnh đạo chặt chẽ, gắn việc xây dựng và phát triển đội ngũ đảng viên với nhiệm vụ xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, đồng thời lồng ghép công tác phát triển đảng viên với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua quyết thắng trong toàn lực lượng. Năm 2022, huyện Nậm Pồ được tỉnh giao kết nạp 230 đảng viên mới. Để hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ huyện ủy Nậm Pồ đã chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy cơ sở tăng cường rà soát, nắm bắt nguồn quần chúng ưu tú hiện có tại địa phương, từ đó có giải pháp bồi dưỡng, giúp nâng cao trình độ nhận thức chính trị, khuyến khích các chi bộ, đảng bộ cơ sở quan tâm bồi dưỡng đối tượng nguồn, cán bộ, đoàn viên, hội viên ưu tú ở xã bản, đồng thời quan tâm đến đối tượng là sinh viên tốt nghiệp, bộ đội xuất ngũ trở về địa phương, trong lực lượng dân quân tự vệ và lao động ổn định tại địa phương ở thôn bản. Với những giải pháp tích cực trong công tác phát triển đảng, năm 2022, Đảng bộ huyện Nậm Pồ đã kết nạp được 232 đảng viên mới, đạt trên 100% kế hoạch tỉnh giao. Bên cạnh công tác phát triển đảng viên mới, huyện Nậm Pồ cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng. Theo đó, năm 2022, Ban Thường vụ huyện ủy Nậm Pồ đã chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan tham mưu tiếp tục quán triệt thực hiện quy định về thi hành điều lệ đảng, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát thường xuyên, chủ động nắm tình hình các tổ chức đảng, đảng viên, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong năm đã tiến hành kiểm tra 4 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề đối với 5 tổ chức đảng và 12 đảng viên, tiếp nhận và giải quyết 8 đơn tố cáo thi hành kỷ luật đảng 1 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện kiểm tra 22 lượt tổ chức đảng, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 đảng viên, giám sát chuyên đề với 10 tổ chức đảng và 2 đảng viên, thi hành kỷ luật 4 đảng viên. Cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm tra 27 tổ chức đảng, 5 đảng viên, giám sát chuyên đề 13 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách với 24 đảng viên. Tại huyện Tùa Chùa, năm 2022, cấp ủy các cấp đã tiến hành 11 cuộc kiểm tra với 27 tổ chức đảng, giám sát 1 cuộc đối với 1 đảng viên, giám sát 8 cuộc với 10 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện 4 cuộc kiểm tra đối với 7 tổ chức đảng, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 đảng viên và 3 tổ chức đảng. Cấp ủy cơ sở thi hành kỷ luật 125 đảng viên, trong đó khiển trách 113 đảng viên, cảnh cáo 12 người vi phạm về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình và vi phạm việc thực hiện kết nạp đảng không đúng thẩm quyền. Thông qua kiểm tra giám sát đã giúp cấp ủy nắm chắc tình hình hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên để kịp thời phát hiện những khó khăn cần giải quyết, những vấn đề mới phát sinh để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, góp phần phòng ngừa được vi phạm, đồng thời tạo tiền đề, căn cứ sát đúng cho việc thẩm định, nhận xét, đánh giá công tác cán bộ, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Điện Biên Đông đã lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, tạo động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ phát huy tinh thần tập trung huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương trong tình hình mới. Trên cương vị là trợ lý chính trị, tham mưu cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện hoạt động có hiệu quả, các mặt công tác đảng, công tác chính trị, Thiếu tá Sùng A Xua đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, có ý chí vươn lên, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thiếu tá Sùng A Xua cùng với tập thể Ban Chính trị tổ chức quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên về công tác quân sự quốc phòng địa phương cho 100% cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện. Đặc biệt với vai trò là trợ lý chính trị, các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ở đơn vị, Thiếu tá Sùng A Dua luôn đi sâu tìm hiểu, nắm chắc đặc điểm, tính chất nhiệm vụ của đơn vị, kịp thời nắm bắt tư tưởng của từng cán bộ, chiến sĩ và chủ động đề xuất với cấp ủy, chỉ huy,
những chủ trương biện pháp quản lý bộ đội tốt nhất. Đối với cá nhân thì trong năm vừa qua thì chúng tôi đã thực hiện tốt các cái nội dung liên quan đến chức trách nhiệm vụ gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể thì trong năm thì chúng tôi cũng đã đăng ký cam kết để thực hiện tốt một số cái nội dung liên quan đến về phẩm giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, rồi là liên quan đến giáo dục rèn luyện của cán bộ đảng viên, nhất là việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ trợ lý thì chúng tôi cũng đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo chỉ huy, rồi là nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là có một cái mô hình chung với ban chỉ huy quân sự huyện Điện Biên Đông là chúng tôi thực hiện là làm hết việc chứ không hết giờ. Với vai trò là cá nhân thì đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham mưu cho cơ quan chính trị, trực tiếp là cơ quan giúp việc cho đảng ủy chỉ huy, thực hiện đúng các nội dung về các quy trình thi đua khen thưởng, rồi là quán triệt các cái nghị quyết chỉ thị hướng dẫn đối với công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Như vậy thì góp phần rất là lớn vào cái thành tích chung của cả tập thể cũng như là của cơ quan chính trị nói riêng, và cái cờ thi đua của Ban Chỉ huy quân sự huyện Điện Biên Đông do quân khu tặng năm 2022. Tại xã Mường Luân, mới đây lực lượng dân quân tự vệ xã đã tổ chức đợt hành quân hướng về cơ sở. Trong đợt hành quân này, các chiến sĩ dân quân về bản Na Sản để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Đặc biệt, các chiến sĩ trực tiếp tham gia giúp đỡ các hộ gia đình chính sách ở bản Na Sản, chỉnh trang nhà cửa, phát dọn hành lang một số tuyến đường trục bản. Đối với lực lượng dân quân, lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dân quân của xã Mường Luân nói riêng, thì hàng năm ngoài thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, thì chúng tôi còn tham mưu cho cấp ủy chính quyền tổ chức một lực lượng dân quân để tham gia giúp đỡ các hộ chính sách trên địa bàn xã bằng các việc như là giúp đỡ hộ gia đình tổng dọn vệ sinh, cũng như là tham gia xây dựng một số chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn xã. Cụ thể đối với những hộ gia đình chính sách thì chúng tôi tham gia xây dựng như là tổng dọn vệ sinh nhà cửa, rồi là thực hiện các công việc mà do gia đình yêu cầu cần giúp đỡ. Năm 2022 thì chúng tôi huy động tham mưu để huy động đối với lực lượng dân quân tham gia xây dựng một chương trình mục tiêu quốc gia cũng như là các hộ chính sách thì bằng 50 lượt. Bản thân tôi cũng như là anh em dân quân để giúp đỡ nhân dân xây dựng mối thắm tình quân dân. Năm 2022, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Điện Biên Đông đã phát động thi đua đột phá với trọng tâm là đoàn kết mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng và huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm. Thực hiện nội dung thi đua đột phá, đơn vị đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ học tập quán triệt sâu rộng những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 5 chuẩn mực xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, trong đó nêu cao vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Với cương vị là trợ lý tác chiến thì trong năm vừa qua về tư tưởng chính trị thì tôi luôn vững vàng, và đối với công việc thì tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, không ngại khó ngại khổ. Và đối với trong cơ quan thì tôi luôn xây dựng mối quan hệ hài hòa đối với đồng chí đồng đội. Còn đối với nhân dân thì tôi luôn giải quyết hài hòa các mối quan hệ đối với nhân dân và xây dựng tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt. Phong trào thi đua huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu là nội dung quan trọng trong phong trào thi đua quyết thắng. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Điện Biên Đông chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị cơ sở vật chất, mô hình học cụ, giáo án, tổ chức huấn luyện lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên hàng năm theo đúng kế hoạch, đảm bảo đủ quân số, thời gian và an toàn tuyệt đối. Chất lượng huấn luyện được chú trọng, nâng cao với phương châm cơ bản thiết thực vững chắc. Kết quả kiểm tra các nội dung đối với lực lượng thường trực 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá giỏi, đơn vị đạt giỏi,
lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên, huấn luyện đạt khá. Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện đã làm tốt chức năng tham mưu cho huyện ủy, ủy ban dân huyện, ban hành đầy đủ các văn kiện kế hoạch, tập trung vào làm tốt mọi công tác chuẩn bị, phục vụ cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt là Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện luôn luôn bồi dưỡng, giúp đỡ cho cán bộ, nâng cao cái nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị được giao. Qua các cái cuộc hội họp, sinh hoạt, giao ban hội ý, từng cán bộ, nhân viên đã phát huy tốt được cái tinh thần trách nhiệm, khơi dậy được cái lòng tự hào dân tộc, phát huy được tinh thần trách nhiệm, thực hiện, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ, là có những đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gắn bó xây dựng cơ quan đơn vị và địa phương vững mạnh. Lực lượng vũ trang huyện Điện Biên Đông luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết hiệu quả những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. Tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các xã thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn sát thực, hiệu quả, an toàn tuyệt đối. Công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật của Ban Chỉ huy quân sự huyện có chuyển biến tích cực và chiều sâu vững chắc. Trong năm, đơn vị không có vi phạm kỷ luật phải xử lý. Các phong trào thi đua, ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, xây dựng quản lý doanh trại chính quy, xanh sạch đẹp và cuộc vận động 50 quản lý, khai thác vũ khí trang bị tốt, bền an toàn tiết kiệm. Được chú trọng đẩy mạnh, bảo đảm phục vụ tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Bên cạnh công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang huyện Điện Biên Đông cũng luôn giữ vững mối đoàn kết thống nhất với cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương, tích cực làm tốt công tác dân vận trong huấn luyện, gắn với chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Kết quả trong năm đã huy động được lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên toàn huyện tham gia xây dựng gần 80 nhà ở cho hộ nghèo theo đề án của Bộ Công an, hỗ trợ 114 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa cho bản Na Lanh, xã Na Son. Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ tham gia hàng trăm ngày công giúp các xã xây dựng nông thôn mới. Quá trình huấn luyện thực hiện tốt cái phong trào xây dựng, phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay giúp đỡ người nghèo trên địa bàn huyện, làm tốt chức năng tham mưu cho huyện ủy, ủy ban dân huyện tổ chức thành công lễ hội bánh chưng xanh với chủ đề Xuân biên cương đoàn kết, Tết thắm tình quân dân. Qua nội dung trên đã thu hút, đã khơi gợi dậy được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia và được nhân dân ủng hộ và đánh giá cao. Tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, của quân đội nhân dân với nhân dân ở địa phương. Với những cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của cán bộ, chiến sĩ, Ban Chỉ huy quân sự huyện, trong những năm qua, đơn vị đã được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá là đơn vị vững mạnh toàn diện trên cả bốn mặt, công tác quân sự, chính trị, kỹ thuật và hậu cần. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy đồn biên phòng Nà Bủng luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bổ sung lực lượng cho Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Đối với chiến sĩ Tráng A Sảnh, ngày 22 tháng 12 2022 vừa qua là một ngày vô cùng ý nghĩa và đặc biệt.
bởi chiến sĩ Sảnh vinh dự và tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Chiến sĩ Tráng A Sảnh sinh năm 2001, người dân tộc Mông tại xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Trà, nhập ngũ tháng 2 2021. Sau thời gian huấn luyện tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng Điện Biên, chiến sĩ Tráng A Sảnh được phân công về làm nhiệm vụ tại đồn biên phòng Nà Bủng. Trong môi trường quân ngũ, được sự quan tâm sâu sát của Ban Chỉ huy đồn biên phòng Nà Bủng, với sự nỗ lực phấn đấu rèn luyện không ngừng, chiến sĩ Tráng A Sảnh đã trở thành đảng viên khi tuổi đời, tuổi quân còn khá trẻ. Bản thân tôi là khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi rất là vinh dự và tự hào. Trong thời gian cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện vừa qua, tôi đã rất là cố gắng và được các đồng chí trong ban chỉ huy, trong các đồng chí các anh các chú trong ban chỉ huy đồn tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ để hôm nay tôi được kết nạp vào Đảng. Khi đã là đảng viên, bản thân tôi sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện cùng với đồng chí đồng đội, vững chắc tay súng để bảo vệ biên cương tổ quốc, xây dựng mối tình đoàn kết quân dân với nhân dân khu vực biên giới. Tôi lấy đó để làm động lực để sau này tôi về địa phương cố gắng phấn đấu giúp địa phương ngày càng phát triển hơn. Đồn biên phòng Nà Bủng được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài trên 40 km, địa bàn quản lý gồm hai xã Vàng Đán và Nà Bủng. Thực hiện đề án phát triển đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ trong Bộ đội Biên phòng Điện Biên, Đảng ủy đồn biên phòng Nà Bủng đã tập trung tổ chức thực hiện đề án, đưa nội dung đề án vào nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên hàng năm để lựa chọn được những chiến sĩ mới có phẩm chất ưu tú giới thiệu vào Đảng. Trong những năm qua thì tôi cũng đã quan tâm mà chỉ đạo các chi bộ trực thuộc là quan tâm hơn nữa về cái số chiến sĩ mà đã tại ngũ tại đơn vị, để những đồng chí nào mà có trình độ năng lực hết 12 hoặc là học chuyên môn cao hơn để là nguồn phát triển đảng trong đảng bộ. Vì hiện nay là đối với đảng ủy chúng tôi thì thực ra cũng chỉ là còn nguồn phát triển đảng đối với chiến sĩ nhập ngũ và chiến sĩ tại ngũ tại đơn vị. Xác định rõ thuận lợi và khó khăn, Đảng ủy chỉ huy đơn vị đã phân công chỉ đạo chi đoàn và các đảng viên trong đơn vị giúp đỡ các chiến sĩ mới ngay khi mới về đơn vị, đồng thời xây dựng các công trình phần việc thanh niên như vườn hoa thanh niên, ao cá thanh niên, vườn rau thanh niên và vườn cây thanh niên, tăng cường thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, lấy việc học tập và làm theo lời Bác làm trọng tâm, chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đơn vị. Nhờ đó, công tác phát triển đảng viên hàng năm luôn đạt mục tiêu đảng ủy đồn đề ra. Đây sẽ là nguồn nhân lực chất lượng sau này về địa phương góp sức xây dựng quê hương đất nước. Đối với đảng ủy trong những năm qua thì về cái khó khăn đối với đảng ủy thì do cái điều kiện là sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp hầu hết là đảng viên, cho nên là cũng gây không ít khó khăn. Còn đối với cái giải pháp thì đảng ủy ban chỉ huy đơn vị cũng đã quán triệt và thực hiện tốt các cái chỉ thị nghị quyết của trên về lãnh đạo thực hiện các cái mục tiêu chỉ tiêu để phát triển đảng viên mới trong đảng ủy. Thì trong những năm vừa rồi thì cũng tạo nguồn được phát triển một đảng viên chính thức và một đảng viên dự bị. Là cái nguồn đấy là cũng có sự nỗ lực của các chi bộ trực thuộc và của đảng ủy về công tác lãnh đạo chỉ đạo và quan tâm với cái đoàn viên ưu tú để tạo nguồn phát triển đảng trong đảng bộ. Các chiến sĩ được rèn luyện trưởng thành trong môi trường quân đội khi trở về địa phương sẽ trở thành nguồn đảng viên, cán bộ cho cơ sở, nhất là ở các thôn bản xã biên giới đặc biệt khó khăn, sát cánh cùng với bộ đội biên phòng giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu đẹp. Và đến đây, chuyên mục xây dựng đảng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.